Angelina Jolie nhịn tắm nhiều ngày để chụp hình với ông, chia sẻ về chuyện hẹn hò gây bão. Để có được bức ảnh cùng video chân thực nhất với bầy ông nhân ngày ông thế giới, nữ diễn viên Angelina Jolie đã phải nhịn tắm trong 3 ngày, chấp nhận khả năng bị ông đốt để hoàn thành xuất sắc cảnh quay. Ngôi sao Tom Ryder chia sẻ về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cô cho buổi chụp hình đặc biệt này, bao gồm cả việc tránh xà phòng, sữa tắm và nước. Thật ngộ khi làm tóc, trang điểm và lau người bằng pheromone, chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Tôi không được tắm trong 3 ngày trước đó, bởi họ nói với tôi, nếu cô có những mùi hương như dầu gội đầu, nước hoa hay những thứ có mùi khác, con ong sẽ không thể tới gần cô. Trong buổi chụp hình, tôi còn phải nhét thứ gì đó vào mũi và tai để chúng không chui vào, Angelina giải thích. Các nhân viên đã thoa lên người Angelina chất pheromone, bầy ong bắt được tín hiệu cùng loài với chúng nên nhanh chóng bay đến đậu vào người cô. Những con ong mật bò lên xương quai xanh, cằm và má của mỹ nhân Hollywood. Angelina vẫn bình thản nhìn thẳng vào máy quay với đôi mắt xanh lá quyến rũ và nở nụ cười ngọt ngào. Thực tế là Angelina đã rất lo lắng và bị nhột ở dưới chân khi một con ong chui vào váy cô. Nữ diễn viên kể, một con ở trong váy tôi suốt thời gian chụp hình, nó khiến tôi bị nhột khủng khiếp. Tôi liên tục cảm thấy nó trên đầu gối, trên chân của mình và tôi nghĩ, bị đốt ở đây thì tệ phải biết. Nó cứ bò quanh quẩn ở chân tôi mãi. Sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi xua hết những con ong khác rồi vén váy lên để chú ong này bay đi. Được biết, Angelina Jolie được chọn là mẹ đỡ đầu cho Women for Peace, chương trình do UNESCO phát động nhằm đào tạo và hỗ trợ các nữ doanh nhân nuôi ong trên toàn thế giới. Nữ diễn viên bộc bạch rằng cô cảm thấy thật đáng yêu khi được kết nối với những sinh vật đẹp đẽ này. Cô tiết lộ bí quyết để chụp hình với những người bạn nhỏ có thể nguy hiểm nhưng dễ thương. Phải thực sự giữ tâm trí và cơ thể tĩnh lặng trong khi chụp hình. Điều này không hề dễ dàng với tôi. Ngôi sao 46 tuổi hy vọng những bức ảnh của cô truyền tải được thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài ong và sự kết nối tương tác lẫn nhau giữa con người với những sinh vật trong tự nhiên trên hành tinh. Angelina ly hôn với Brad Pitt từ tháng 9 năm 2016. Trong suốt 5 năm qua, cô chưa từng được trông thấy gặp gỡ hẹn hò người đàn ông nào. Ngôi sao Quantic luôn nói rằng cô muốn dành thời gian cho các con để hàn gắn những tổn thương và coi con cái là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên còn nói đùa rằng cô khá khó tính trong chuyện hẹn hò nên mãi vẫn chưa có ai. Tôi có lẽ có một danh sách rất dài những điều tôi không thích, vậy nên tôi đã độc thân một thời gian dài rồi, cô nói. Bà Smith hiện là mẹ đơn thân của 6 người con gồm Marsdot 19 tuổi, Patthien 17 tuổi, Zahara 16 tuổi, Silo 15 tuổi và cặp song sinh Now Vivienne 12 tuổi. Khi MC đùa rằng anh thậm chí không chăm nổi 6 cái cây trong nhà, huống chi đến việc một mình chăm sóc cả một gia đình đông đúc đến vậy. Jolie liền nhấn mạnh rằng công việc làm mẹ của cô rất đơn giản vì các con cô rất giỏi giang tự lập. Các con tuổi tiên của Angelina không chỉ chăm sóc mẹ mà còn rất đoàn kết gắn bó với nhau. Cô chia sẻ, chúng tôi giống như một đội vậy, bởi vậy tôi cảm thấy mình rất may mắn. Tôi luôn là người lo lắng rất nhiều nhưng tôi không còn phải lo lắng cho bọn trẻ. Chúng là những đứa con rất tuyệt. Angelina hiện vẫn kiên định với yêu cầu toàn quyền nuôi con sau ly hôn Brad Pitt. Trong khi đó, Brad đang đề nghị được chia sẻ 50% quyền giám hộ và chăm sóc 5 đứa con vị thành niên của họ. Con trai cả Marsdot đã 19 tuổi nên có quyền tự quyết. Cặp đôi cũ rất căng thẳng trong cuộc chiến này và họ sẽ ra tòa trong thời gian tới.